Xin chào bạn, đây là trận đấu mà chúng ta đang ở thế ở trên biển. Các bạn có thể thấy là thế trên biển thì nó sẽ rất là có lợi khi mà chúng ta có thể xây dựng nhanh ở phía trên biển được. Đây, mình sẽ xây dựng nhanh 3 trại lính, sau đó sản xuất lính luôn. Kèm với đó là hai trung tâm cung cấp, một nhà xe. Lúc này mình sẽ nhấn 3 lần nút để tăng độ sáng lên, chúng ta nhìn bản đồ sẽ dễ hơn. Nâng cấp luôn nhà chính. Đây, mình sẽ sử dụng chính xác luôn. Dường như mình cũng đã triển khai được những cái trên đất liền rồi, bây giờ sẽ triển khai đến vùng biển đây. Họ đang rất là gắt trong cái việc xây dựng. Lúc này mình sẽ cải thiện xây dựng luôn. Và mình ăn đến nguồn cung này thì sẽ nhanh chóng có được những cái đơn vị thuyền đơn ở trên biển đầu tiên sản xuất hải quân. Hai cái thuyền Clayman sẽ đi sang bên kia của đỉnh luôn. Giao tranh tôi sẽ giữ thêm tàu chính sách và nâng cấp sự tàu của mình lên. Rất nhiều những cái con tàu đã lên rồi mà mình cần phải ăn luôn. Đi thêm tàu chính xác vẫn còn, chúng ta cần phải có thêm nguồn cung. Đại chiến trên biển là chắc chắn sẽ diễn ra rồi. Này đi theo cải thiện nguồn cung của chúng ta cũng sẽ được sử dụng thôi. Mình sẽ nhẹ một cái item cải thiện nguồn cung trước. Sau đó ra một con thuyền luôn. Ở đây thì mình sẽ tăng cường lên thêm cái tháp canh chính xác đi. Tiếp tục một item cải thiện nguồn cung nữa được sử dụng để chúng ta có thể nâng cấp nhà chính của chúng ta lên level 3 luôn.
mình sang hai con tàu trước để mà có thể di chuyển và trinh sát được từ phía trên biển luôn nhé. Họ đang gấp rút là rút cả Hummer về sau để thủ. Ở đây mình sẽ đợi một chút bởi vì mình có thêm máy bay để và lính để trinh sát ở khu vực này rồi. Mình xin lỗi các bạn, đó là có thêm thuyền và thêm lính để trinh sát khu vực phía bờ biển. Chúng ta phải trinh sát vào sâu khu vực phía bờ biển để nhìn họ đang xây dựng và sản xuất cái gì. Trong khi đó thì chúng ta sẽ rút được kinh nghiệm rằng là họ đang triển khai cái thế đánh như nào. Lúc này thì mình sẽ lên thêm một cái nhà máy tiện ở phía sau. Nó tránh luôn sự hải quân tấn công luôn. Rồi mình sẽ ấn vào cải thiện xây dựng. Chúng ta có cái nguồn thủy luôn. Mình đang tấn công ở trên biển rồi. Có cả tỉa hun này mà cả C3 nữa. Lúc này tôi sẽ sử dụng tem tổng số sản xuất luôn. Nhưng mà mình chuyển sang item tổng số phòng thủ luôn. Các bạn có thể thấy là mình đã phòng thủ thành công rồi mà đối thủ cũng đã phải thoát trận rồi. Trận đấu này vỏn vẹn trong vòng 9 phút thôi.